Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó, Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa với người rằng: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-su đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, đọc trong tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nói về Ngài rất cụ thể. Chẳng hạn có lần Ngài nói: Ta là ánh sáng, ta là sự sống, là tình yêu, là chủ chiên, là cửa chuồng chiên. Và hôm nay Chúa bảo chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Hôm nay khi tuyên bố Thầy là con đường, thử hỏi Chúa Giêsu muốn nói gì? Ai trong chúng ta mà không biết những con đường? Những con đường dù là đường hẻm, đường rừng, đường bộ, đường sắt, đường hàng không, những con đường dù là đường liên tỉnh, đường quốc tế, đường không gian, thì đường nào cũng chẳng là một lối đi dẫn đến một đích điểm. Khi nhận mình là con đường, Chúa Giêsu muốn ai đi theo Ngài phải nhận Ngài là lối đường dắt chúng ta đi, lối đi về quê trời, lối đi cho đến hạnh phúc đời đời. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã dùng những lời lẽ rất chân tình tha thiết để tâm sự với các tông đồ. Ngài bảo cho họ rằng Ngài sẽ ra đi đến một nơi rất lạ mà họ chưa bao giờ được biết đến, và Ngài hứa sẽ trở lại để đón họ đi đến với Ngài. Một môn đệ tên là Tô-ma tò mò bảo: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu thì làm sao chúng con biết đường đi? Và Chúa xác định chính Chúa là con đường. Khi nói như vậy, ít nhiều Chúa muốn cho mọi người biết mục tiêu và hành trình của đời người là đi đến với Thiên Chúa Cha. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nghĩa là không ai đến được với Chúa Cha mà không đi cái con đường mà Chúa dắt chúng ta đi. Một người Kitô hữu già sắp chết, người chăm sóc bệnh nhân đến nói với ông ta lúc phó linh hồn: Con đọc cho cụ nghe một câu kinh thánh ngọt ngào nhất cho linh hồn chúng ta. Vâng, cháu đọc đi. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi để dọn chỗ cho các con. Không, đấy không phải là câu ngọt ngào nhất, con đọc nữa đi. Ta sẽ trở lại, để ta ở đâu thì con ở đó với ta. Đúng rồi cháu ơi, đây mới là một câu ngọt ngào nhất. Điều ta cần không phải là chỗ ở, ở trên thiên đàng cũng không phải là chỗ ta cần. Ta cần chính là có Chúa. Ta cần Chúa. Anh chị em thân mến, khi mời gọi chúng ta bước vào con đường về với Chúa Cha, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy Ngài chính là con đường. Theo Ngài như vậy, chúng ta được bảo đảm là Ngài dắt chúng ta đi
Nhiều khi chúng ta lo lắng về tương lai, không biết đời mình sẽ đi về đâu, thì Chúa bảo lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Hãy tin vào Chúa đi, để cuộc đời chúng ta có một chỗ dựa và hạnh phúc. Năm 1978, khi nhận sứ vụ mục tử toàn cầu, người ta đã thấy Chúa Giêsu, người ta đã thấy Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị nói với mọi người một lối đường mục vụ của Ngài, đó là đừng có sợ, mở cửa lòng ra đi để đón Chúa Giêsu. Chúng ta trong cuộc đời sẽ đừng có sợ gì cả, bởi vì con đường là chính Chúa. Đừng có sợ gì cả, bởi vì Chúa đang đưa chúng ta về đến với Chúa Cha. Amen.